Chào cả nhà, hôm nay em sẽ hướng dẫn cách sử dụng đai chườm cổ vai gáy, mũ sông ngải cứu và đai chườm lưng bụng như cả nhà nhé. Nó cùng một điều khiển cho nên cách sử dụng giống nhau và giống cả cái thảm ngải cứu ạ. Đầu tiên mình sẽ cắm rắc cắm vào cho nó đúng chiều nhé. Mình sẽ ấn nút dài bên tay phải, nó là nút khởi động đấy ạ, khởi động nóng đấy ạ. Hiện số 45 và chữ tiếng Trung ấy là nóng. Ấn một lần là nóng, hiện số 45 và tiếng Trung là nóng thôi nhé cả nhà. Nếu mà ấn thêm một lần nữa là nó là tắt đấy ạ. Còn nút dài bên tay trái là nút hẹn giờ, hiện số 60 với chữ tiếng Trung là 60 phút. Hiện số 45 với chữ tiếng Trung là 45 phút ạ. Còn cái công tắc tròn xoay ở giữa là tăng chỉnh nhiệt độ đấy ạ. Nhiệt độ sẽ xoay từ 0 đến 9. Lúc nào nóng quá ấy, thì cả nhà có thể giảm dần. Đầu tiên mình cứ để mức 9 cho nhanh nóng. Bên em là hàng loại 1 dày dặn nhé cả nhà nhé. Đây ạ, bảng điện rất là dày dặn ạ. Cả nhà muốn kiểm tra nhanh ấy thì chỉ việc kéo khóa ra xong rồi sờ vào bảng điện ấy, thấy nóng là được ạ. Chứ nhiều khi ship họ giao nhiều đơn hàng họ không đợi được lâu đâu ạ. Còn phải đợi để nóng hẳn ấy chắc phải tầm 20-20 phút đấy ạ. Đây là cái bảng điện của nó đấy ạ. Bên bảng điện xoay này rất là chắc chắn nhé. Cả nhà có nhu cầu xỉ nể inbox cho em số điện thoại và Zalo 0973 103 832 ngay nhé.